Chào luật sư tiếng Trung năm 18, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Và hôm nay chúng ta học tới tập 165, tỷ y bài liêu sử ủ trí. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và câu sau đây. Thứ nhất là từ cung mín. Cung là công, mín là dân, cung mín là công dân. Câu ví dụ thứ nhất. Quốc gia bảo hộ mỗi cửa cung mín tờ hứa phả chuyển ý. Quốc gia, nhà nước, bảo hộ, bảo vệ. Mấy cửa cung mín tờ hứa phả chuyển ý. Từ chữ mấy cửa đến hứa phả chuyển ý. Đây là một cụm danh từ. Chúng ta dịch từ trung tâm ngữ, tức là thành phần đứng sau chữ tờ trước. Hứa phả chuyển ý. Chuyển ý nghĩa là quyền và lợi ích. Hứa phả, hợp pháp. Hứa phả chuyển ý, quyền và lợi ích hợp pháp. Mấy cửa cung mín tờ của mỗi công dân. Quốc gia bảo hộ mỗi cửa cung mín tờ hứa phả chuyển ý. Câu ví dụ tiếp theo. Chùa với Việt Nam cung mín, của mình yếu ý ủ, chuẩn sầu Việt Nam tờ phả lưu. Chùa với là Việt Nam cung mín, công dân Việt Nam. Của mình yếu ý ủ, chúng ta có nghĩa vụ. Chuẩn sầu, tuân thủ Việt Nam tờ phả lưu. Phả lưu, pháp luật. Việt Nam đó, của Việt Nam. Chùa với Việt Nam công mín, của mình yếu ý ủ, chuẩn sầu Việt Nam đó phả lưu. Từ vựng tiếp theo là từ công bình. Công bình nghĩa y như âm Hán Việt luôn, nghĩa là công bằng. Câu ví dụ thứ nhất. Ta gia đâu xua, chưa chẳng chiếu tờ trái phản, bú thải công bình. Ta gia đâu xua, mọi người đều nói. Chưa chẳng chiếu tờ trái phản. Trái phản nghĩa là trọng tài. Chưa chẳng chiếu tờ của trận bóng này. Bú thải cung phiếng, không công bằng cho lắm. Ta gia đâu xua. Chưa chẳng chiếu tờ trái phản. Bú thải cung phiếng. Câu ví dụ tiếp theo. Phả yuan tuổi chưa cửa an chiên. Chưa chú lỡ cung phiếng tờ phản chế. Phả yuan. Tòa án. Ở đây chúng ta có cấu trúc tuổi sầm ở chua chu lở, nghĩa là đã đưa ra cái gì đó đối với hoặc là về vấn đề gì đó. Cung phiến tợ phán chế, tức là phán quyết công bằng. Chưa cửa an chiện, tức là vụ án này. Chua chu nghĩa là đưa ra. Tuổi chưa cửa an chiện chua chu lở cung phiến tợ phán chế, đưa ra phán quyết công bằng cho vụ án này. Phả yuan tuổi chưa cửa an chiện, chua chú lỡ, cung phiến tờ phản chế. Câu ví dụ tiếp theo. Nì bù chế tờ, nì chơ yàng chua, tuổi ủa, thai bù cung phiến lờ mang. Nì bù chế tờ, anh không thấy rằng, nì chơ yàng chua, anh làm như vậy. Tuổi ủa, thai bù cung phiến lờ mang, quá là không công bằng đối với em rồi sao? Nì bù chế tờ, nǐ zhè yàng zuò duì wǒ tài bù gōng pǐng lè ma? Câu ví dụ tiếp theo. Wǒ jue de wǒ fù mǔ yì diǎn dōu bù gōng pǐng, zǒng shì piān xīn wǒ dì dì. Wǒ jue de, tôi thấy, wǒ fù mǔ, bố mẹ tôi, yì diǎn dōu bù gōng pǐng, không công bằng chút nào. Zǒng shì, toàn có. Thiên xin, thiên vị, của tỷ tỷ, em trai tôi. Wǒ jue de wǒ fù mǔ yì diǎn dōu bù gōng pǐng, zǒng shì piān xīn wǒ dì dì. Từ vựng tiếp theo là từ công nhận. Công nhận, công là công, nhận là nhận. Nhưng mà từ công nhận này không giống như từ công nhận ở trong tiếng Việt. Từ công nhận trong tiếng Việt chúng ta có thể nói là tôi công nhận là gì đó. Nhưng mà từ công nhận này có nghĩa là được số đông công nhận, chứ không phải là một hai người mà phải là số đông. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa vậy, yêu siêu tờ lão sư tớ tạo lỡ xuế sân tờ công nhận. Yêu siêu là ưu tú hoặc là giỏi giang. Chưa vậy, yêu siêu tờ lão sư, vị giáo viên ưu tú này, tớ tạo lỡ đã giành được hoặc đã đạt được xuế sân tờ công nhận. Công nhận là sự công nhận của đông đảo, xuế sân tờ, các học sinh.
这位优秀的老师得到了学生的公认。 Câu ví dụ tiếp theo. 这种咖啡好喝是大家公认的。 这种咖啡好喝, loại cà phê này ngon, 是什么什么的, ở đây chúng ta ẩn ý cái vế đằng sau đi, ẩn đi cái ý là điều mà 大家公认的, mọi người đều công nhận. 这种咖啡好喝是大家公认的。 Câu ví dụ tiếp theo, A Dũng 是大家公认的一个大好人。 只要他能办到的，他一定会去帮忙。 阿勇 是 là 大家公认的一个大好人， từ chữ 大家 đến chữ 大好人， đây là một cụm danh từ chúng ta dịch sau chữ tờ trước. 一个 là một, 大好人 người rất là tốt bụng, 大家公认的 mà mọi người đều công nhận. 只要 chỉ cần, 他能办到的 sau chữ tơ đây chúng ta hiểu là từ việc. Tha nấng bàn tạo tạo mà anh ấy có thể làm được. Tha ý tiền, tha ý tiền khuẩy, anh ấy nhất định sẽ chỉ bang mạng giúp đỡ. A Dũng sư ta gia cung rân tờ ý cửa ta học rân. Chỉ yào tha nấng bàn tạo tạo, tha ý tiền khuẩy chỉ bang mạng. Câu ví dụ tiếp theo. 这所中学是家长们和学生们公认的好学校。 这所中学, ngôi trường trung học này, 所 đây là lượng từ cho từ trường học. 是 là 家长们和学生们公认的好学校, đây là một cụm danh từ chúng ta dịch sau chữ tờ trước. 好学校 nghĩa là ngôi trường tốt. 家长们 là các phụ huynh, 学生们 là các học sinh. 家长们和学生们公认的好学校, ngôi trường tốt được đông đảo phụ huynh và học sinh công nhận. 这所中学是家长们和学生们公认的好学校. Từ vựng tiếp theo là từ công sư. Công sư nghĩa là công ty. Câu ví dụ thứ nhất, 他在一家保险公司上班, 做销售经理. Tha, anh ấy, 在, ở tại, 一家保险公司, một công ty bảo hiểm, 上班, làm việc. Tha 在一家保险公司上班, anh ấy làm việc ở một công ty bảo hiểm. 做, làm, 销售经理, giám đốc marketing. Tha 在一家保险公司上班, 做销售经理. Câu ví dụ tiếp theo, 我们公司的财务已经放假了，请您下周一再来。 我们公司的财务, 财务 ở đây ý là phòng tài vụ. 我们公司的, của công ty chúng tôi, 已经放假了, đã nghỉ lễ rồi. 请您, xin bạn hãy, 下周一, thứ hai tuần sau, 再来, lại đến, tức là quay lại. 我们公司的财务已经放假了，请您下周一再来。 Câu ví dụ tiếp theo, 我们公司的福利待遇和企业文化很好，工作虽然累点，但很愉快。我们公司的福利待遇和企业文化, đây là một cụm danh từ chúng ta dịch đằng sau chữ tờ trước. Phú lì tài yu là phúc lợi đại ngộ. Hứa và chỉ yê vấn hoa, văn hóa doanh nghiệp. Ủa mân cung sư tở của công ty chúng tôi. Hẳn hảo, rất tốt. Cung chùa, công việc. Xuy rán, tuy rằng. Lây tiả, tức là lây y tiả. Hơi vất vả một chút. Tàn hẳn yu khoai, nhưng mà rất vui. Ủa mân cung sư tở phú lì tài yu. Hứa chỉ yê vấn hoa hẳn hảo. Xuy rán công chùa lây đẻ, tàn hẳn yu khoai. Câu ví dụ tiếp theo, 这家公司的福利待遇很好, mỗi thiên đều có xia ủ trá, ở chìa, hãy có đại xin nhàn giả.
福利待遇là phúc lợi đãi ngộ. 这家公司的, của công ty này, 很好, rất tốt. 每天都有, mỗi ngày đều có. 下午茶, 茶酒, tức là ý chỉ đồ uống và điểm tâm. 而且, hơn nữa, 还有, còn có. 带薪年假,年假là kỳ nghỉ phép năm. 带薪là được hưởng lương.这家公司的福利待遇很好，每天都有下午茶，而且还有带薪年假。Từ vựng tiếp theo là từ công sự. Công sự, công là công, sự là thức, công sự là công thức. Câu ví dụ thứ nhất, 数学的计算公式必须背下来。计算公式là công thức tính toán.数学的, trong toán học, 必须, nhất định hoặc là bắt buộc phải, 背下来, học thuộc lòng. 数学的计算公式必须背下来. Câu ví dụ tiếp theo, 这个公式对于九岁小孩来说太复杂了. 这个公式, công thức này, 对于, đối với,九岁小孩, trẻ 9 tuổi. 对于九岁小孩来说, đối với trẻ 9 tuổi mà nói, 太复杂了, quá là phức tạp. 这个公式对于九岁小孩来说, 太复杂了. Câu ví dụ tiếp theo, 我们要灵活地运用公式, 不能生搬硬套。我们要, chúng ta phải, linh hoạt, cộng với động từ, tức là làm gì đó một cách linh hoạt. Yun yung, vận dụng, công sự, công thức. Bù nâng, không được. Sân ban yên thảo, thành ngữ này có nghĩa là vận dụng một cách máy móc, hoặc là học theo, bắt chước theo một cách máy móc. 我们要灵活地运用公式, bù nâng, sân ban yên thảo.Từ vựng tiếp theo là từ cung u. Cung u thứ nhất, theo như âm Hàn Việt, cung là công, u là vụ. Và tiếp theo nó nghĩa là việc công, hoặc là việc ở công ty, hoặc việc ở cơ quan. Câu ví dụ thứ nhất, 我爸爸是个警察, 每天回来都很晚, 因为他公务很忙. 我爸爸是个警察, bố tôi là một cảnh sát.Mấy thiên khuấy lại, hàng ngày về nhà, tâu hẳn vãn, đều rất muộn. Yên quệ, bởi vì, tha cung ủ khẩn mãng, công việc cơ quan của bố rất bận. Ủa ba bà, sư cửa chỉnh trá, mấy thiên khuấy lại, tâu hẳn vãn, yên quệ, tha cung ủ khẩn mãng. Câu ví dụ tiếp theo, chỉnh trá, trại chữ xính cung ủ, lão bài xình, bú yào khao chỉnh.Chỉnh trá, cảnh sát, giải, đang, chứ xính công ủ, thi hành công vụ. Lão bại xiên, người dân, bú yào khao chìn, đừng lại gần. Chỉnh trá, giải, chứ xính công ủ, lão bại xiên, bú yào khao chìn. Câu ví dụ tiếp theo. Chuyện chỉnh công ủ phán mắng, mấy ổ sứ chén, thấy gia rấn, tầng chứ cơ xiang mụ mắng hoán lợn.我要请个假带老婆孩子出去旅游一趟。最近早này公务繁忙 việc cơ quan bận rộn. 没有时间 không có thời gian 陪家人 ở bên người thân. 等 đợi đến khi 这个项目 dự án này 忙完了 bận xong. 我要请个假 tôi sẽ xin nghỉ phép.Tài lão phố hải dự, đưa vợ con, chú trừ lưu yêu ý thẳng, đi du lịch một chuyến. Chuyện chỉnh công ủ phán mắng, mấy ổ sứ chén thấy gia rấn. Tận chư cơ xiang mù mắng hoán lợ, ủa yào chỉnh cơ chả, tài lão phố hải dự, chú trừ lưu yêu ý thẳng. Từ vựng tiếp theo là từ công yu. Công yu
là căn chung cư hoặc là nhà chung cư, và thường là chỉ diện tích thường là không lớn lắm, khá là nhỏ hoặc là không lớn cho lắm. Còn với loại mà ở Việt Nam mình vẫn gọi là chung cư nhưng mà diện tích to, nhiều phòng thì người ta gọi là sang phiền phán cơ. Mai kia chúng ta sẽ học sau. Còn bây giờ thì các bạn cứ nhớ từ công nhu, nghĩa là căn chung cư hoặc là nhà chung cư, và thường là diện tích không lớn cho lắm. Những cái dạng mà tòa nhà rất là cao và xây lên chia thành rất nhiều căn như thế này và diện tích không lớn cho lắm thì người ta gọi là công nhu. Câu ví dụ thứ nhất, 我住的公寓每个月的租金是2000，不含水电费和物业费。 Công nhu, căn chung cư, 我住的, mà tôi thuê, 每个月的租金,租金 nghĩa là tiền thuê, 每个月的, mỗi tháng, 是2000, là 2000 tệ. 不含, không bao gồm hoặc là không chứa, 水电费, tiền điện nước, 和, và 物业费, phí dịch vụ, tức là phí dịch vụ quản lý chung cư. 我住的公寓每个月的租金是2000，不含水电费和物业费。 Câu ví dụ tiếp theo, 我想在婚前买套公寓作为我的婚前财产。我想, tôi muốn, 在婚前, trước khi kết hôn, 买套公寓, mua một căn hộ chung cư, 作为, để làm, 我的婚前财产 là tài sản trước hôn nhân, 我的, của mình. 我想在婚前买套公寓作为我的婚前财产. Câu ví dụ tiếp theo, 公寓里面有空调、冰箱、洗衣机、油烟机等电器。 Công nhu lǐ miàn, trong căn hộ chung cư, yǒu, có. Chấm chấm ở đây, tǎng diàn qì, nghĩa là các thiết bị điện máy, như là diàn qì là thiết bị điện máy, và chữ tǎng ở đây dùng để liệt kê. Chúng ta dịch lại như là khung thiǎo, điều hòa, bīng xiāng, tủ lạnh, xǐ yī jī, máy giặt, yǒu yān jī, máy hút dầu và khói. 公寓里面有空调、冰箱、洗衣机、油烟机等电器. Từ vựng tiếp theo là từ công viên. Công viên, công là công, viên là viên, công viên là công viên. Câu ví dụ thứ nhất, 这个公园里有很多种植物，在里面散步，空气特别好。 这个公园里, ở trong công viên này, 有很多, có rất nhiều, 种 là chủng loại, 植物 là thực vật, tức là cây cối. 在里面散步, đi dạo ở trong đây, 空气特别好, không khí rất tuyệt. 这个公园里有很多种植物, 在里面散步, 空气特别好. Câu ví dụ tiếp theo, 下个星期我们一起带孩子们去公园放风筝，吃野餐吧。 下个星期, tuần sau, 我们一起, chúng ta cùng nhau, 带孩子们, đưa bọn trẻ, 去公园, đi công viên, 放风筝, thả diều, 吃野餐, ăn picnic. 下个星期我们一起带孩子们去公园放风筝，吃野餐吧。 Câu ví dụ tiếp theo, 这个房子最大的优势在于旁边有一个很大的公园，每天可以去公园散步和锻炼。 这个房子最大的优势, từ chữ trước cái phản dự đến chữ yêu sư, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ tơ trước. Yêu sư là ưu thế, duy tả lớn nhất, trước cái phản dự của căn nhà này. Gia ý nằm ở chỗ, phán biên bên cạnh nó, dẫu ý cửa khẩn ta ở công viên, có một cái công viên rất to.
Mỗi thiên có thể, hàng ngày có thể, chủ công viên, đi đến công viên, sản bộ, tản bộ, hợp toàn luyện và tập thể dục. Chợ cửa phán giữ truy đa tờ yêu sư, trai yu, phán biên yếu ý cửa hẳn đa tờ công viên. Mỗi thiên có thể, chủ công viên, sản bộ, hợp toàn luyện. Câu ví dụ tiếp theo. 春天的公园绿树成荫，到处都是鲜花，还有好多蝴蝶和蜜蜂。 春天的公园, công viên vào mùa xuân. 绿树成荫, thành ngữ này có nghĩa là cây xanh rực bóng. 到处都是, khắp nơi đều là 鲜花, hoa tươi. 还有好多, còn có rất nhiều. Hú tía, hứa mì phông, bướm và ong. Chuân thiên đỡ công huyền, lùi sụ trần yên. Tào chủ, tâu sử xiên hoa. Hãy yếu khảo tùa, hú tía, hứa mì phông. Từ vựng tiếp theo là từ cung huyền. Cung huyền là công nguyên. Cung là công, huyền là nguyên. Cung huyền là công nguyên, là cái đơn vị để ghi các mốc năm. Câu ví dụ thứ nhất, công viên là công lý chi viên của giản chân. Công viên, công nguyên, sự là công lý chi viên của giản chân. Đây là cụm danh từ, giản chân nghĩa là tên gọi tắt. Công lý chi viên, công lịch kỷ nguyên. Công viên là công lý chi viên của giản chân. Công nguyên là tên gọi tắt của từ công lịch kỷ nguyên. Câu ví dụ tiếp theo, Xi Lô Mã Đế quốc tại công nguyên 476 năm mê vong. Xi Lô Mã Đế quốc, đế quốc là đế quốc, Xi Lô Mã, Tây La Mã. Mê vong là diệt vong. Tại công nguyên 476 năm, vào năm công nguyên 476. Xi Lô Mã Đế quốc tại công nguyên 476 năm mê vong. Câu ví dụ tiếp theo. Công viên và công viên đồng âm, chữ cũng rất giống, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nhất định không thể lẫn lộn. Công viên và công viên đồng âm là từ công viên và từ công viên đồng âm, chữ cũng rất giống, cũng rất giống, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Ý định bù nắng, nhất định không được, cảo chua, nhầm lẫn. Cung yuán hứa cung yuán thống yên, zi ye hẳn xiang, tàn y sư, hoàn toàn bù thống, ý định bù nắng cảo chua. Từ vựng tiếp theo là từ cung trần. Cung trần nghĩa là công minh chính trực hoặc là công bằng. Và đây cũng là từ vựng cuối cùng của bài hôm nay. Câu ví dụ thứ nhất, Tha sư y miếng cung trừng tờ phả quan. Tha sư y miếng, ông ấy là một. Cung trừng tờ phả quan là thẩm phán. Cung trừng tờ, công minh chính trực. Tha sư y miếng cung trừng tờ phả quan. Câu ví dụ tiếp theo, Vân thí ý chính tứ tạo cung trừng tờ chia chuyện. Vân thí, vấn đề, ý chính đã. Tứ tạo là giành được hoặc đạt được. Cung trừng tờ chia chuyện. Chia chuyện là sự giải quyết. Cung trừng tờ, công minh chính trực. Ở đây tiếng Việt chúng ta diễn đạt là Vấn thí ý chính tứ tạo cung trừng tờ chia chuyện. Vấn đề đã được giải quyết một cách công minh chính trực. Câu ví dụ tiếp theo. Tại bỉ sài chung, trái pha yuán hủy cân trụ quy chứ chua chú cung trừng tờ phản chuyện. Tại bỉ sài chung, trong các trận thi đấu, trải pha yuán, trọng tài viên, huy sẽ cân trụ, căn cứ theo, quy giữa luật chơi, chua chu để đưa ra, cung trừng tờ phản chuế là phán quyết, cung trừng tờ phản chuế, phán quyết công bằng. Tại bỉ sài chung, trải pha yuán, huy cân trụ quy giữa, chua chú công chừng tờ phản chuyện.
câu ví dụ tiếp theo và cũng là câu ví dụ cuối cùng của bài hôm nay. Phả quan yào zhàn zài gong zheng de li chàng lái zài pàn an jiàn. Phả quan, thẩm phán, yào, phải, zhàn zài shème li chàng là đứng trên lập trường gì đó. Gong zheng, công minh chính trực, lái, để, zài pàn, xét xử, an jiàn, vụ án. Phả quan yào zhàn zài gong zheng de li chàng lái zài pàn an jiàn. Thưa các bạn, đến đây thì Trấn Luật Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài hôm nay rồi. Hy vọng các bạn sẽ thấy video ngày hôm nay hữu ích, giúp các bạn học được thêm không chỉ là 10 từ ở trong những cái phần Trấn Luật Sư ghi từ vựng, mà còn học được rất nhiều các từ khác ở trong những câu ví dụ và giúp chúng ta học được cái cách diễn đạt cũng như là ngữ pháp. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy yêu thích, đừng quên bấm like và viết một vài câu bình luận, ví dụ như chữ xìa xịa hoặc hớn hảo để ủng hộ Trấn Luật Sư nhé. Trấn Luật Sư sẽ rất là vui khi nhận được những nút like và những bình luận đó của các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye!